Cảm ơn các bạn. Trước tiên là các bạn đã lựa chọn cái nền nhạc nền bằng tiếng hát của Hưng với ca khúc này. Thì cái phần nền nhạc của ai thì không quan trọng lắm. Cái quan trọng là dùng cái nền nhạc đó mà các em có những cái động tác nó rất là ngộ nghĩnh. Tôi cảm thấy rất là ganh tị với các thí sinh thiệt. Để mà mời được Lâm Vinh Hải hay Quang Đăng dựng một bài nha, rất là khó khăn. Khó khăn lắm luôn, nó không phải đơn giản mà các cậu ấy nhận lời đâu. Mà tôi vô đây cảm thấy các bạn giận hết tuần này tuần kia, tôi ganh tị kinh khủng. Là tuần ngày mai tôi sẽ gọi điện để làm việc, nếu mà từ chối tôi là viết tay thôi. Theo anh nghĩ là em không nên sợ đâu. Bây giờ mình làm là vì cuộc sống, đúng không? Bởi vì họ hát họ kiếm tiền, mình làm mình cũng kiếm tiền. Anh trả tiền cao, tôi làm. Còn ở đây tôi giúp đồng nghiệp tôi chơi hết mình, được không? Thoải mái, vô tư, cái đó là công bằng. Sao nói tới tiền cái im re vậy? Những người làm trong nghề đều biết rất là rõ. Nhiều khi nghệ sĩ mà không phải có tiền là người ta thèm làm đâu, đúng không? Phải có cái tình hoặc là làm cho tạo được cái hứng thú cho cái người dàn dựng nữa. Tôi tin chắc là mình sẽ có đầy đủ những cái yếu tố. Dạ. Tự nhiên đi đá ngược vô hông mình chi vậy? Đâu đá ngược vô hông? Hồi nãy nói là muốn mời được Quang Đăng, Lâm Vinh Hải làm là một điều rất là khó đối với tôi. Tôi ganh tị thế này thế nọ. Cuối cùng nói tiền bạc không phải là ấy mà mình sống làm sao. Chắc sống làm sao người ta mới không nhận nè. Không phải. Tại vì là anh Linh nói là tiền cao mới nhận. Ủa thì đúng đó, rõ ràng. Anh nói cái gì nó công bằng thôi đúng không? Đúng, anh nói đúng. Anh nói ngày mai anh sẽ điện thoại làm việc. Ừ, ok anh. Anh cứ gọi đi, tiền cao em làm cũng sống. Một ông hoàng nhạc Việt như vậy. Thì bây giờ mình lên sân khấu mình cũng phải cân bằng cái mức sống của mình chứ, đúng không? Dĩ nhiên. Anh nghĩ em không biết chơi tới mức độ vậy sao? Nhiều khi cái tình cảm hay cảm xúc của người nghệ sĩ nó còn lớn hơn cả cái tiền bạc nữa. Vì vị trí của Hải đang đứng đây thì có thể là sẵn sàng gật đầu hay là nghe anh Linh khống chế. Chứ còn... Cho nên là... Ý anh Hưng là đến với anh Hưng thì chẳng những là được cao về giá trị mà còn là cái phần tiền thì chỉ là chuyện nhỏ đối với anh Hưng thôi. Thật sự là tất cả những lời tôi nói đó, tôi muốn đẩy cao cái vị trí và cái giá trị của các bạn, vâng, công sức các bạn anh nhiều hơn thôi.